Wow, hello anh em, ngày hôm nay thì chúng ta lại có một mẫu card đồ họa để có thể bàn bạc và đánh giá. Thì phiên bản mình đang có đây là AMD Radeon RX 6700XT, một phiên bản nâng cấp của 5700XT với một hiệu năng có thể nói là cải thiện tương đối nhiều. Mình biết hiện tại là đang có rất nhiều anh em đang mong chờ những phiên bản card đồ họa mới ra mắt để có thể mua được những mẫu card đồ họa có hiệu năng cao cho mức giá có thể nói là tương đối hấp dẫn. Bây giờ thì anh em có thể mua mẫu card đồ họa giá rẻ thì rất khó, hầu như là không thể mua được những mẫu card đồ họa mà giá phải là rẻ này, hiệu năng thì giá thành. Bây giờ thì mẫu card đồ họa nào cũng có mức tăng tương đối nhẹ hoặc là một mẫu kiểu là khá đặc thù thì sẽ tăng tương đối nhiều. Thì phiên bản RX 6700XT mình đang có ở đây sẽ có mức giá rơi khoảng chừng 20 triệu, tức là tại thời điểm mình làm video này, và đây là phiên bản Acer Duo sẽ mức giá loanh quanh khoảng 20 triệu đồng. Thì với 20 triệu đồng thì chúng ta sẽ có mẫu card đồ họa có thể chơi game trên độ phân giải Quad HD, hay một số anh em hay gọi là màn hình có độ phân giải 2K đấy. Đây mình đang có ở đây, tức là đây là một trong những mẫu card đồ họa tốt nhất để anh em có thể chơi game trên độ phân giải 2K hoặc là 1440p đó. Thì ở đây ngay ngoài vỏ hộp cũng đã ghi rồi, thì mình sẽ đọc thêm một số các cái thông số ở ngay trên phần vỏ hộp thôi. Thì cái mẫu card đồ họa 6700XT ở đây sẽ có tổng cộng là 12GB VRAM GDDR6 hỗ trợ PCIe 4.0. Thực ra thì với PCIe 4.0 thì AMD đã hỗ trợ tương đối nhiều rồi. Bây giờ là hệ sinh thái của hãng hầu như đều chuyển sang sử dụng PCIe 4.0 rồi. Còn hiệu năng thì nếu như anh em nào mà đang sử dụng những cái mẫu main đời cũ của AMD hoặc là một mẫu main khác mà có PCIe 3.0 thì anh em cứ yên tâm cắm vào và vẫn có sự tương thích ngược, chứ không nhất thiết phải nâng cấp toàn bộ hệ thống đâu. Nếu anh em có tiền thì nâng cấp tương đối dễ dàng thôi. Và ở đây thì mình sẽ lưu ý cho anh em ở đằng sau đây, đó chính là cái mức yêu cầu tối thiểu thì hãng cũng đã có đề xuất tới cho anh em rồi. Thì đầu tiên đó chính là cái bo mạch chủ anh em phải hỗ trợ được cái là kích thước cái khe cắm ấy phải là X16, và bộ nguồn tối thiểu nhá, bộ nguồn tối thiểu phải là 650W công suất thực bộ nguồn xịn, và RAM tối thiểu sẽ là phải 8GB và tốt sẽ là khoảng 16GB. Còn một chút nữa mình test cho anh em, mình cắm tận 32GB cơ, phải cho nó chất. Và Windows hỗ trợ sẽ phải Windows hay bất kỳ một nền tảng hỗ trợ sẽ phải là 64 bit, và support đến các hệ điều hành như Linux này, Windows 7 này, Windows 10, RX 12 Vulkan và một số các thông tin khác liên quan tới VR thì anh em có thể lên trang chủ và AMD thì ở đây họ ghi thế mà, và một số các cái thông tin khác và đây nhân GPU sẽ được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet, có một số công nghệ nữa nhưng mà thôi, chúng ta sẽ bỏ qua những công nghệ đấy bởi vì nếu mà nói nhiều nó hơi dài. Tiếp theo đó chính là về phần thiết kế. Như anh em có thể thấy, mình đang cầm mẫu card đồ họa trên tay đây là cực kỳ dày, nhưng mà về độ nặng cũng không quá nặng đâu, bởi vì phần ốp đây đều được ốp từ nhựa thôi. Đó, anh em có thể thấy rất dài, được ốp từ nhựa, và hai cánh quạt đây sẽ được sử dụng công nghệ là Arctic Fan tới từ Asus. Thì đối với cái công nghệ này, đầu tiên đó chính là sẽ chống bụi. Khi cánh quạt sử dụng, anh em sẽ không bị dính bụi sau một thời gian dài. Mình đã có một khoảng thời gian sử dụng một số các mẫu card đồ họa tới từ Asus cũng có hỗ trợ Arctic Fan, và cái phần duy nhất bị bẩn anh em biết ở đâu không? Đó chính là cái phần backplate thôi. Còn cái phần quạt đây hầu như là không có bụi luôn, bảy kiểu đỉnh vãi trưởng. Và đến cái phần các cái ống đồng thì ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là mặt trước đây sẽ 5 ống đồng thì sẽ trải dài từ đầu cho tới cuối. Thì với 5 ống đồng đều được mạ Niken sáng bóng để đảm bảo được cái tính thẩm mỹ cũng như là về cái độ bền về sau này sẽ không bị xỉn hoặc là ố màu hoặc là hạn chế cái vấn đề đấy. Và các cái lá nhôm tản nhiệt cũng được xếp rất khít vào nhau kiểu này, dày cực kỳ luôn để đảm bảo cho mức hiệu suất nhiệt độ phải tương đối ổn định. Thì mình cũng đã thử qua phần mềm, đó chính là về phần Fermax, và nhiệt độ mà tối đa mình đã phải cố gắng lắm rồi, mình đã phải hạ điều hòa xuống khoảng chừng 27 độ, thế nhưng nhiệt độ cũng không thể nào đạt được tới 60 độ C. Và mình đã chuyển sang chế độ gọi là Performance Mode nhá, mình chưa bật chế độ Quiet Mode. Quiet Mode thì có thể nhiệt độ lên tới 60 độ, còn nếu như chế độ Performance thì nhiệt độ sẽ khoảng chừng hơn 50 độ, khoảng 54 đến 56 độ tùy từng trường hợp. Và cái mức fan speed đấy chỉ khoảng 54% thôi, cũng không tới 60%. Và theo như cảm quan đánh giá cá nhân của mình thì đây là mức nhiệt cực kỳ mát mẻ dành cho mẫu card đồ họa chơi game trên độ phân giải Quad HD hoặc là độ phân giải 2K. Còn về phần độ ồn thì sao? Độ ồn thì anh em sẽ nghe được những tiếng hú khi mà card hoạt động ở cường độ cao, khi em chơi game ở những cái tựa game tương đối nặng, anh em bật max setting hoặc khi anh em Fermax thì sẽ nghe được cái tiếng hú của quạt tương đối rõ đây. Mình thì mình đã có bật điều hòa rồi, mình nghe được cả tiếng điều hòa lẫn cái tiếng của quạt cơ. Còn về phần cổng cấp nguồn thì sao? Thì công suất nguồn tối thiểu phải là 650W, và mẫu card RX 6700XT sẽ sử dụng hai cổng cấp nguồn, một cổng 8 pin và một cổng 6 pin. Còn cái cổng xuất đi chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cổng DisplayPort và một cổng HDMI.
Bây giờ thì chủ yếu các mẫu màn hình anh em chơi game để xuất được cái màn hình có tần số quét cao thì đa số đều cắm cái gọi là cổng DisplayPort rồi. Tiếp theo nữa đến phần sau đi, phần sau là miếng backplate. Miếng backplate thì được làm từ kim loại, thì cái miếng backplate được làm từ kim loại đây sẽ hỗ trợ tản nhiệt, thêm cả tản nhiệt thụ động cho cả cái phần chip VRAM nữa. Ở đây mình thấy khả năng cao cho là được làm lõm xuống, thì mình nghĩ hai phần lõm xuống đây sẽ để hai phần chip VRAM. Thì mình đầu tiên mình định mở cơ, nhưng đây là phiên bản thương mại, sắp tới thì mình mượn được phiên bản demo thì mình chắc chắn mình sẽ mở cạc ra và lại xông xem bên trong, xem cái hệ thống bên trong sẽ trông như nào. Và đến cái phần hiệu năng thì sao, hiệu năng có rất nhiều anh em tò mò. Mặc dù hãng có quảng cáo là chơi game trên độ phân giải Quad HD rất tốt này, mỗi góc cạnh họa cực kỳ tốt, thế nhưng chúng ta vẫn cần phải đặt lên một cái bàn cân so sánh để cho anh em dễ hình dung nhất. Nếu như mình so sánh trực tiếp với AMD RX 6700T đi, nếu như so sánh RX 5700T và RX 6700T mới đúng nhỉ, 5700 và 6700, tức là đây là phiên bản cải tiến của 5700, thì hiệu năng chênh lệch sẽ rơi khoảng từ 10 tới 20% tùy từng trường hợp và độ phân giải. Ở một số các tựa game nào mà hỗ trợ tốt thì hiệu năng ở mức chênh lệch chỉ khoảng chừng 15-16% thôi. Còn một số các tựa game mới bây giờ, mới ra trong năm 2020-2021 và tận dụng tốt được kiến trúc RDNA 2 của AMD thì cái mức chênh lệch có thể lên đến gần 20%. Còn nếu mà so sánh với một số các mẫu card đồ họa khác mới ra bây giờ, ví dụ như kiểu là RTX 3060 Ti thì 6700T vẫn mạnh hơn và mạnh gần bằng hoặc là xem khi so với RTX 3070, à nãy mình nói nhầm nhé, là RTX 3060 Ti mạnh hơn 3060 Ti. Và đấy là toàn bộ những cái gì mà mình muốn đề cập tới cho anh em khi mà anh em chuẩn bị mua một mẫu card đồ họa để về chơi game. RX 6700T sẽ là một sự lựa chọn rất tốt. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành phần test game luôn nhé. Với mức chi phí khoảng 20 triệu đồng thì anh em đánh giá sao về sản phẩm RX 6700T? Và nếu như anh em muốn chọn mua thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Anh em chọn mua chỉ cần lưu ý giúp mình một số điều. Thứ nhất, anh em cần phải sở hữu những cái cấu hình phù hợp, tức là chỉ cần cái khe PCIe anh em cắm vào hỗ trợ X16 là được rồi. Sản phẩm này vẫn hỗ trợ tương thích ngược với PCIe 3.0. Bộ nguồn tối thiểu phải là 650W. Một mẫu CPU đi kèm sẽ là Intel Core 5 hoặc AMD Ryzen 5 trở lên sẽ là phù hợp nhất. Còn nếu như để tối ưu và theo như bài test của mình thì mình sẽ sở hữu CPU AMD Ryzen 7 5800X. Về phần RAM, RAM sẽ là RAM tối thiểu đi. Mình nghĩ là 8GB không phù hợp đâu, phải là 16GB, bởi vì anh em chơi game đa số bây giờ đều ăn gọi là 16GB rồi. Với bus RAM sẽ là từ 3000 cho tới 3600 là phù hợp nhất. Và nếu anh em nhiều tiền hoặc là tiền không phải là vấn đề, anh em sẽ build một cấu hình như nào, đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hoặc là nếu như anh em chờ đợi một cấu hình xây dựng với phiên bản RX 6700T đây, hãy chờ tuần sau mình sẽ gửi anh em một video như thế. Hẹn lại anh em trong video đấy. Xin cảm ơn
ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.